Hôm nay mình sẽ chia sẻ món thịt lợn nhé. Đây là thịt ba chỉ lợn này, nuôi ở trên bản của người dân tộc ấy, nó rất là ngon, mình sẽ xào nhé. Hôm nay mình có miếng thịt ba chỉ lợn bản nhé. Miếng này thì mình đã trần qua với nước nóng và một chút rượu cho muối gừng cho nó thơm, nó sạch rồi mà vừa thấy nó vừa dễ thái ấy. Miếng thịt bản thì nó sẽ cái mỡ của nó ít, nó cái thịt bì của nó và cái thịt thì nó sẽ bám vào nhau như vậy, gần như không có mỡ. Và bây giờ mình sẽ thái thật mỏng để mình xào nhé. Mình sẽ hôm nay mình chia thịt này xào, còn hôm sau mình sẽ chia hấp hoặc làm các món khác nhé. Vì lợn bản này không phải lúc nào cũng mua được đấy. Cái thịt này chúng ta xào ăn rất là ngon, hoặc là chúng ta hấp hay chúng ta luộc, hoặc là chúng ta nấu rượu mặn hay là nấu giả cầy đều ngon nhé. Nhưng thái phải thái thật mỏng vì cái bì của cái lợn này nó rất là giòn nhá, nó cứng. Mình thái xong mình ướp gia vị, hôm nay mình sẽ xào với sả ớt. Các bạn nhớ nhá, thái thật mỏng nhé, như thái thịt bò, thịt bê. À, mình trần qua như này thì miếng miếng thịt thì nó sẽ tái, nó không được đẹp lắm, nhưng mà khi ăn này nó không bị hôi, thịt nó lại rất là sạch và ngon ấy, và thái lại rất là dễ. Và đây là khi thái xong như này nhìn ngon như thịt bê luôn ạ. Chúng ta sẽ gấp với dầu hào, hạt lêm này, đường này, dầu hào này, đường cho ít thôi nhé cho nó lên màu đẹp đó. Và hạt tiêu, chỉ cần mấy cái nguyên liệu như vậy thôi. Xào thì cho nhiều dầu hào chút cho ngon và hạt tiêu. Sau đó chúng ta sẽ ướp thêm một ít đậu sả băm nhỏ nữa vào cùng, rồi sau tí phi thơm sả, tỏi, hành để chúng ta xào. Ớt thì mình để cả quả nhé, vì bé mình không ăn được cay, để cả quả cho có vị mùi ớt nhưng mà không bị cay nhé. Còn các bạn ăn được cay thì các bạn thái ớt mỏng lên. Và bây giờ chúng ta sẽ trộn cái nguyên liệu này trước khoảng 5-10 phút, sau đó mình sẽ cho đậu sả vào mình trộn cùng. Cái món xào thịt lợn này rất là ngon. Các bạn không có lợn bản, là những cái con lợn mà nuôi ở trên bản dân tộc ấy, thì chúng ta dùng lợn thông thường cũng được nhé. Còn lợn này thì ăn cái bì nó giòn, mà mỡ thì ít nên rất là ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một ít sả, đậu sả băm nhỏ vào, chúng ta ướp cùng cho nó dậy mùi thơm nhé. Còn những phần sả còn lại và ớt và tỏi và hành thì chúng ta băm băm tỏi tỏi hành băm lên để mình phi thơm. Sả thì thái bát mỏng, ớt thì để cả trái nhé. Rồi đợi khoảng 20 phút sau thì mình mang đi mình nấu nhé. Các bạn cho tỏi này, sả này, hành này vào phi thơm lên nhé. Cho ớt vào tăng vị nhưng mà không cắt nát thì sợ tay bé không ăn được. Thịt thì đã ướp đủ rồi, bây giờ thơm nguyên liệu này lên. Cái thịt lợn bản này cái phần này phần ba chỉ ấy, nó rất là chắc thịt và không bị hao ấy. Lửa cân thịt mà mình xào được rất là nhiều luôn, không hề bị ra nước khi mà mình ướp nhé. Ướp một ít đường vào ấy thì khi thịt mà nó rang lên màu rất là đẹp luôn các bạn ạ. Rang thêm một lúc nữa là được nhé, rất là thơm rồi. Mình thấy nó hơi nhạt ấy, mình sẽ cho một chút nước mắm vào, còn là không chút hạt bột ngọt. Cho lớp cái phần sả còn lại vào, bây giờ cho vào thì nó mới thơm nhé. Các bạn cho chỉ cần lúc đầu thôi, còn bây giờ còn lại cho lốt vào cho nó thơm, để không bị lát.
chuẩn bị thái ít mùi tàu lên hoặc là ít hành lên cho nó ngon. Các bạn cắt cho mình ít mùi dầu nhé, nó vừa xanh nó lại vừa ngon ấy. Còn bạn không thích thì cho ít hành lá được, tùy theo khẩu vị mỗi nhà nhé. Đảo đều lên, rắc thêm chút hạt tiêu rồi tắt bếp. Đơn giản như thịt thì ngon luôn với cái lợn bản này. Nhưng riêng cái thịt lợn mà bản này chúng ta cứ nấu đơn giản như này thôi, nó không cần cầu kỳ quá, vẫn giữ được cái vị ngon của thịt mà lại cực kỳ thơm luôn ạ. Và mình sẽ cho ra đĩa một phần thức thôi. Các bạn nhìn này, nó gần giống thịt bê ạ, ăn cực kỳ giòn và ngon. Ăn cái bì nó giòn ngon, không hề bị ngấy nhá. Hay còn rất là thơm. Giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.